Mình xin chào các bạn nha. Mình đã trở lại với các bạn đây. Nhưng mà mình trốn ở sau cái màn hình, tại vì mình mới làm giường vô. Mình không thấy cha con ở đâu hết, không biết trốn ở sau cánh cửa làm gì đây. Giờ mình kiếm coi cha con nó làm gì. Cha con đang làm gì chồng? Đang làm gì đó anh? Đập thùng Đang đập cho thùng. kìa. Ok, đập thùng, hèn chi im re. Ok, đập thùng. Rồi, bây giờ bắt đầu đập cái thùng này. Cái thùng này là cái thùng mà... Cái này là cái cục gì, kêu cục gì anh? Đét thớt, Cái này là thùng là thùng PC cho đét thớt. BC cho Loại đét này là loại đời mới. mình kêu cái cục computer thế, cục máy vi tính thôi, không biết nôm na nó là vậy mà không biết rành đâu. Đây là cục đời mới i9 Ai chính là ai i9 á, là loại loại đời mới mới ra luôn. ai là tôi mà chính nay là chính ha, tôi có chín cái luôn ha, dịch ra là quá trời nhiều luôn á, tôi có chín cái nhưng mà không phải, cái tên của nó là ai chính. Thì cái này cũng là cái quà thưởng cho con mình một năm học giỏi, đó là của năm rồi. Thì năm nay nó học tuần lễ à, học nay mấy tuần rồi ha? 4 tuần rồi, 4 5 tuần vậy rồi. Tại vì bây giờ năm nay con mà nó học ở nhà, mùa gì cái chuyện mà bệnh dịch này đó, thì nó con trai nữa, nó cũng lóc chóc lắm, mình sợ nó đeo khẩu trang rồi không quen á, cho nên mình đăng ký cho học tại nhà suốt một năm luôn. Cái loại này tên của nó là cái gì? Cái này thì nó chạy, nghe nó chạy nhanh lắm, chơi Bài cũng nhanh mà học chạy cũng nhanh. bài power By power, không biết dịch sao luôn tiếng Việt nữa. bài power gọi là của Best Buy, gọi là mới Này này mới ai chính ra mà loại này là Best Buy giờ nó bán là 1.799 chưa thế. mình mua này cũng là nó có nhiều giá lắm nha các bạn. Mình mua cái loại này cũng loại thấp, tại vì con học thôi mà không có làm cái gì nhiều trên này hết, cho nên mua cho nó học thôi. Ba nó tháo ra, bây giờ ba nó phải lắp ráp vô. Mình mua họ không có lắp ráp sẵn cho mình về mình tự ráp. Ở trong nhà mà không có người đàn ông chắc không biết ráp cái này sao luôn. Ở Việt Nam thì có gì người ta có thợ, ở đây chắc phải chợ, chạy qua mượn ông hàng xóm mượn hoài, chắc vợ người ta ghen nên kiếm một ông về cho ông lắp ráp. Ông này ông ráp cũng hay lắm đó, ông ráp sao mà nó lòi ra cục giống vậy luôn nữa nè. Hồi nào nó nhỏ xíu bây giờ nó bự vậy nè. Oh, Matt, show them the pictures. Sao biết chờ, hồi đó còn nhỏ hả? Yeah, on the board. Mẹ si, mẹ show rồi. Khi sanh ảnh ra cái dạng lên giá, cho nên từ đó tới giờ kêu ảnh là cục vàng. Đó, vàng lên giá từ cái ngày ảnh chào đời tới bây giờ mà vàng vẫn còn lên giá, cho nên ở nhà thường hay gọi là cục vàng. Hy vọng là vàng không xuống giá, vàng xuống giá anh cũng bị xuống giá theo. Còn đây không biết Oh, cục Matt. gì. I have to be careful, really careful with that, because sometimes other people watch them on the YouTube that those can explode. Biết là cha con nó nói chuyện nhau mình chẳng hiểu gì hết. Nói tiếng Việt với mẹ. Where are those? Ta kiếm cái gì? Mấy cái đồ lấy trong đây ra đâu ra vừa. Này là của cái bóp của cái đét thớt. Có còn trọng không? Ủa đâu? Em Thùng. vừa mới lấy ra đâu rồi. Nguyên cái bọc đó hả? Có gì? Trong đâu đó đó. Anh coi ở đây nè. Đó. Touch me. I didn't touch anything.
Đây là ông chồng của mình. Hồi nào mới lấy nhau gọi là anh chồng, bây giờ gọi là ông chồng. Người ta tập thể dục á, 6 múi chồng mình tập riết. Giờ mà còn có 1 múi à, giống như cái núi vậy. Cái nào biết rồi, cho mẹ coi coi. This one bigger. Con thích cái nào? A nice, it's more clean. Con chỉ thích là gì nó clean, nó sạch thôi hả? No, look. Con xài dơ con đổ của bà. Nó nói nó thích là bởi vì cái mới mua nó sạch. Wait, but, chứ mình thấy vẫn light? Giống nhau. The light coming out. Đó, anh chuẩn bị cái bàn mới cho anh đó. Còn đây là cái bàn thờ của nhà mình. That's thờ ông bà, thờ ông già của mình trên đó luôn. Với đây the là cái bàn ông địa. Thì sẵn mình lấy cái phòng này á, mình thờ xong rồi mình cho con mình học trong này luôn. Thì trong này không có đi ra vô, chỉ con mình ngồi học thôi. Chà con nó ráp cũng hồi lâu á. Còn xài dây là mới, không chỉ mới không. Đây là một thợ lắp ráp nhưng mà không biết có work hay không, có hoạt động được hay không. Mình lắp ráp lên rồi mình coi phim được không? Này có coi phim được không? Thật ra thì cái này chỉ cho con mình học thôi. Không được coi bất cứ cái gì tầm bậy bạ trong này hết. Rồi. Đó, bây giờ đưa nó lên bàn. Xong rồi hả? Xong chưa? Are you done with the đang nói tiếng Việt cái tự nhiên nó quay qua tiếng Anh chứ vậy? Em nói tiếng Việt được nói đi. Okay, how do I say desktop in Vietnamese? Em quên có lượm mấy cái này vô. Computer. Computer. Cũng là máy vi tính hả? Computer is that, the whole setup. We didn't make a computer yet. Mẹ biết nó kêu nó là cái máy vi tính, nhưng mà tiếng Việt kêu nó máy vi tính. Desktop thì tiếng Anh, computer tiếng Việt. Bó tay cho em. Máy vi tính. Máy. How do you say PC? PC là gì mẹ cũng không biết luôn. PC is that. Thôi, mẹ không rành đâu. That's a computer. Em quay sao hồi toàn là quay lưng anh không nhỉ? Cái này cái màn hình nó cong á các bạn. But I think you need to back it up a little bit. I think you need to back it up a little bit. Nhiều khi mình thấy con nít bây giờ nó sướng hơn thời của mình hồi đó ha. Hồi xưa thời em với anh là đã không có chưa bao giờ được thấy rồi. Thì cái thời đó thì không nói đi. Nhưng mà bắt đầu nó thịnh hành, nó mới bắt đầu nó mắc lắm, bây giờ thì nó thịnh hành rồi. Hồi đó cái đầu tiên anh mua cái computer là năm nào anh? Chín mấy? Computer lúc anh mua cái đầu tiên là lúc đó là năm 95. Năm 95 chồng mình mới mua cái máy vi tính đầu tiên. Lúc đó mình chưa gặp anh Ý, cho nên mình không biết anh Ý mua hồi nào. I thought it come with a mic. Cái gì con? I thought it come with a headset, with a thing. Mày không nghĩ nó có đâu. Right here. Nó có nói nó để cho chung vô luôn không? Nó đâu có nói. Nó nói con xài được thôi nha. I thought it comes with this too. Nó đâu có đi chung với cái đó đâu phải không? No. Cái đó con phải mua. Nó riêng. Nó nói con có thể dùng như vậy. Nhưng mà cái của con cũng xài tốt mà. Rồi giờ đem cái thùng này vô để đâu? Hả? Để dưới đây nè. Này chắc để ngoài rồi. Lấy cái thùng và cắt giấy đó ra. Hey, don't throw cái đó để sát vô trong. Cái đó để sát vô, nằm sát vô. Ba. Anh, nằm sát nó vô rồi gãy cái này ra.
Yeah, do not throw the box away. I need to find the website. So the website so I control the thing. Đó, có cái chỗ trống để bỏ em vô. Mẹ. Hả? Biết. Em chết lúc đi. Cái gì? Hả? Tại gì? Sao cha con anh cứ đưa cái đít ra em quay cái đít giờ. Có cần lọc cái giấy đó ra giờ luôn đi. That's the inside. Cái đó là cái gì? Cái hướng dẫn hả? Để này trước. Dán vô đó. Không biết cái gì, cứ dán vô đó để dành đi. Phải hút bình với cái này nữa hả? Tháo đi Long, tháo. Không cái này không anh. Chứ mở gì? Ở trong này nó nhét cái quỷ ở trong này. Cái này cái bộ. Giấc gì chồng vậy em cũng thấy có bóng. Giống cái gối vậy. Quay cho em coi coi. Hai bên luôn hả? Giống như cái gối nó để trong đó đó. Để cho nó bảo vệ những cái phần mềm. Mấy cái lung tung nó không có bị hư á. Những cái mạch điện nữa phải không anh? But if you're finished, can you take this off? Chưa, để ba làm xong hãy tháo nó ra cho nó bảo vệ. Đây lấy cái tờ giấy này đọc nó quên mình cái gì sao vậy? Well, but can you put this in here? Not right there. Look cool. How about in here? Lấy cái đó ra chi vậy? Cái đó làm sao bỏ vô đó được con? Cái đó giống như cái gối, anh cho em coi coi. Đây. Em tò mò quá, không phải cái gối không? Nó chìm lại. Cái đó nó chìm lại cho những cái mạch điện không bị trúng, không bị bể những cái đồ lặt vặt ở trong đó. Mình nói lặt vặt chứ những cái đồ đó là những đồ quan trọng. Ui, cái gối mua này chắc mất tiền lắm. Cái gối đó cũng để dành lại ôm nha. Gối đầu đó, để cái gối này để gối đầu yêu gì. Gối đầu suy nghĩ coi. Nguyên cái mạch điện cho mẹ coi đi. Đẹp quá. Mạch điện không, em chưa quay được luôn á. Chẳng những anh nhúc nhích mà em nhúc nhích nữa. Rồi, đẹp quá. Mẹ ngư không có thớt em đó, được thớt. Thấy cái gì trong đây không à? That's not powered yet. Biết, nó broken something in there, con có biết không? Ba còn không biết nữa mà. Một con gà với một con vịt. I think you need to connect wires or something. Đó, hai con đang nói chuyện với nhau. Thấy được sao giờ gắn được? Wait, what is the bag for? Rồi, giờ dặn ốc vô. Nghe ốc tới thèm ốc quá ha. Bữa nào đi bắt ốc nữa. Trời mưa quá. Không đi ra biển bắt kiếm ốc. Yeah. I think this has directions. Sao hồi này nó cũng như vậy, bên kia đâu có cái gì đâu cả. Coi coi bên side kia có gì không? Đấy là... Check connection. Trong đây quý vị, tất cả nó bằng tiếng Anh không à? Check connection, nó kêu check connection. Oh, the internet! Please. Hello.
Who's capable? Anh Quân đọc rồi, nó nói cái gì? Where? Con đọc đi. Step 3, check the connection. Rồi hiểu ý nghĩa không? With the phone removed, please inspect the computer and okay, I think it's talking. Okay, mình check coi có xúc dây xúc gì ra không. Nó chừng nào nó không chạy mở ra làm tiếp thôi. Okay, so check around if check around if there's anything loose. Đúng rồi, Quân hiểu đó. Kêu mình check vòng vòng coi có cái gì xuất ra hay không. Wait, but I said something about panels. I said something about panels. It says you have to like put panels inside. I think that was the packets for. What panel? I said in the packet, I think. Why is my ear hurt right here? Cao quá hả? Coi uống nước nhiều vô. Anh giờ có làm gì đâu ra không? Ông Quân phải uống nước nhiều vô. Ba mới đau đây nè. Rồi cười, hồi nãy giờ con ăn gì chưa? Ăn gì? Cheap and more cheap. Con không ăn cơm, mẹ không cho con mở computer mới luôn á. Ăn cơm đi. Một ngày nó có ăn có 2 cử thôi á quý vị, mà nó to như con dâu. Eat tomorrow because you know that human body can survive for 7 days without eating. Cắm điện không có nó chơi dán bít là thì nó làm nó thùng nó càng kỹ dữ. Giống như bán cái dán kính cái bít cái đít lưng, dán bít cái đít lưng. Nói hồi nó lộn. Thấy đơn giản nhưng mà sao nó cũng lầm sầm, nó hơi rắc rối. Đầu điện tử mà phải nhẹ nhàng, hồi nào cũng nựng nịu mình nhẹ nhàng như vậy đó. Nhẹ nhàng như nựng em bé. Sao vậy? Mẹ nó đi uống nước đi. Okay. Sao nữa? Nó lỏng lỏng. Có gì xúc ra hả? Làm sao xúc nổi? Nó nói vậy thôi chứ. Thì đời mới mà chưa bao giờ thấy nó. Rồi sắp xong rồi. Ông Quân còn cái gì lột nữa không? Đi lột ra đi. Đó, nó đang lột da. Cái bọc ni lông á, người ta dán cho cái mặt kiến bảo vệ nó không bị trầy á. Đó, giờ mình phải lột nó ra. Còn trên nữa phải không? Đó, đẹp chưa? Đó, lột da nó ra rồi. Bên hông bên kia không có hả? Không có. Không có. Rồi, coi như đã hoàn tất là nó mở ra rồi. Rồi, cắm dây, cắm đồ vô xong rồi. Đó, cái nón motorcycle. À,
mới lên trại motorcycle thì phải bỏ cái nón này lên. I want this. Cái này là của anh nhỏ này nè. How? Đó, anh nhỏ này nè. Đợi lên. No. No. Không muốn cầm đi, cầm. Mới cầm. Cầm. Rồi, coi như là máy vi tính đã sao hoàn tất. Anh, để cho nó ngay ngắn vô lại đi. Cái này coi như đã xong. Bây giờ chờ cái màn hình bỏ wifi vô nữa là nó sẽ làm việc thôi. Đây, ngồi xích vô coi. Ngồi vô. Đó, đây là. Check the cable connection in the settings of the source device. Trời ơi, quá. An Vương, giờ lại đây. Yeah. Say hi. Anh còn mắc cỡ đó. Thổi nữa. Thổi cho cái đó nó bay nha. Rồi, coi như đã hoàn tất rồi quý vị. Ông Vương có happy không? Có vui không? Vui không? Vui à? Ok, say bye bye. Bye. Thì cuối cùng cha con nó đập thùng nãy giờ, lắp ráp cũng đã xong. Rồi nãy là mình để nó bên này. Đó, nãy mình để bên này. Nhưng mà thấy không đẹp, không hợp với anh nhỏ này. Cho nên thôi, để anh về vị trí cũ của anh từ xưa đến giờ. Đó, hồi xưa giờ thì anh ngồi ở đây. Thì các bạn biết không, computer bây giờ á, giá cỡ nào nó cũng có hết á, 1.000 đồng trở ra bắt đầu đã có rồi. Thì cái này á, là hôm nọ hai mẹ con ngồi coi tivi của năm rồi. Này là năm rồi. Nó ra lên chéo 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 trong tivi quảng cáo. Anh ơi cái này đẹp, hỏi con muốn hả con? Nói, dạ, học giỏi đi mẹ mua cho. Anh học từ năm rồi tới năm nay vô học lại, nay là 4 tuần 5 tuần rồi. Chữa mùa anh khóc sùm hết, anh nói học giỏi không thưởng gì hết. Ngày nào cũng bắt học giỏi. Cho nên sáng nay ba anh thôi đi mua về lắp ráp cho con. Cho nên các bạn biết không, con nít ở Mỹ á, đừng có hứa. Mình hứa gì cho nó đó thì mình phải mua, mình phải làm. Hứa dẫn nó đi chơi thì phải dẫn đi chơi. Hứa mua đồ là phải dẫn mua đồ. Hứa mua cái gì là phải mua đó. Nếu không á là mấy đứa nhỏ nó khóc. Đây là ý kiến của mình. Những người mà có con á thì hứa thì nhất là con nít á, mình hứa gì á thì mình phải làm. Chắc hồi xưa cha mẹ mình hứa mình mà không làm chắc mình cũng buồn như vậy thôi. Thì bây giờ mấy đứa nhỏ bên Mỹ này á, này nó lại mạnh miệng nó nói hơn, như hồi xưa mình không dám nói. Rồi bên đây thì của ba đó. Đó. Thì thường thường cha mẹ thì cứ cái gì mà con không xài, đồ cũ bỏ ra thì cha mẹ xài. Ba nói giờ lấy cái này ngồi làm YouTube. Để đánh gì đó, có cần làm thì làm. Đó. Thì cũng còn đẹp mà. Tại vì hứa mua chảnh cái đó thôi thì mua luôn. Ok, thì cái đoạn video mình tới đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như coi hết cái clip này của mình. Đây là cuộc sống của gia đình nhỏ nhà mình, ba người. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.